Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, là con người thì hầu như bản thân ai cũng muốn cho mình được hưởng nhiều nhất. Chính vì vậy, luôn luôn sinh ra tâm thế đấu tranh không ngừng. Nhưng liệu có phải lúc nào đấu tranh cũng là tốt, còn không tranh thì chỉ dành cho những người kém cỏi hay sợ hãi hay không? Thực ra, nếu bản thân hiểu rõ được việc không tranh đoạt chính là biểu hiện đỉnh cao của trí tuệ, thì có lẽ bạn sẽ có những cách nhìn rất khác đấy. Tĩnh mà không tranh, đó là một loại trí tuệ. Một đời người dài bao lâu, chẳng ai có thể dự tính được. Kiếp này vinh hay nhục, chẳng ai có thể nắm chắc được. Trong quãng thời gian mấy chục năm ấy, nào ai có thể hoạch định trước tương lai cho mình, mà chỉ có thể tuân theo vận mệnh, thuận theo tự nhiên. Không tranh, ai cũng không đáng tranh. Con người đến mỗi độ tuổi nhất định thì tâm thái cũng theo đó mà dần dần thay đổi. Tuổi ấu thơ thuần khiết thơ ngây, tuổi thiếu niên cuồng vọng nông nổi, tuổi thanh niên mộng mơ hoài bão, tuổi trưởng thành nhiệt huyết sôi nổi, tuổi trung niên trầm tĩnh bình ổn, lòng không nghi hoặc, tâm không sao động, cứ thế thản đãng an nhiên. Người đến tuổi trung niên đã nếm trải đủ mọi ngọt ngào cay đắng, đã hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là sinh tồn, nên cũng không còn nóng nảy hấp tấp, mà hoàn toàn là bình thản mặc gió mưa. Hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng đến tâm thái. Con người cùng với thời gian qua đi mà trở nên yên tĩnh, lắng đọng. Rất nhiều sự việc xảy ra quanh thân mình mà cứ như không liên quan đến mình. Nhịp điệu cuộc sống cũng trở nên chậm lại. Trước kia, chỉ một lời khen tụng của người khác cũng khiến bản thân vui mừng hoan hỉ, tự đánh mất mình trong hoa tươi và tiếng tung hô. Cứ sống mãi trong cảm giác mộng mơ hư ảo ấy mà chẳng muốn tỉnh dậy. Trước kia, chỉ cần một lời không vừa ý là hỏa khí bốc lên, tranh tranh cãi cãi đến mức đỏ mặt tía tai. Nếu không tranh cao thấp, quyết sẽ không cam chịu. Nhưng dần dà, cùng với thời gian trôi qua, họ sẽ phát hiện ra rằng mọi tranh đấu đều là vô nghĩa. Giờ đây, họ chỉ thích được thong dong, bước đi chậm rãi, thân tĩnh lại, tâm cũng tĩnh lại khá nhiều. Và dần ra, họ không còn truy cầu danh với lợi, cũng không còn quá kích động trước những tiếng ngợi ca hay chê bai dè bỉu. Lúc này, họ chỉ muốn được trở về với cảm giác yên tĩnh, trầm lắng, thanh tịnh trong tâm. Nhiệt tình xúc động đã qua đi, những vụn vặt trong cuộc sống thường ngày cũng đã ra đi. Tâm trạng sục sôi, hễ mở miệng là tranh cãi cũng càng ngày càng ít. Đúng vậy, đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ không còn cái tâm phân biệt nữa. Lòng đố kỵ cũng rớt rơi theo năm tháng. Chẳng còn kinh hãi, cũng không còn phiền toái. Buông bỏ hết những trói buộc của đời người. Bình thản thanh đạm như nước hồ thu. Tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh. Bởi không tranh nên giảm phiền não. Bởi không loạn nên thêm ôn hòa. Đời người ngắn ngủi, có gì đáng để tranh đâu. Tranh với danh lợi thì dục vọng sẽ sinh sôi. Tranh với số mệnh thì gánh nặng sẽ càng khiến ta mệt mỏi. Tranh với người thân thì quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt. Tranh với bạn đời thì cuộc sống sẽ thêm phiền toái, chẳng còn bình yên. Tranh với bạn bè thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt nhòa. Khi lắng lòng tĩnh lại, cái tâm này chẳng còn muốn đương đầu với sóng gió. Bởi tâm yên tĩnh nên mới có thể trở về với chính mình. Sắp xếp cuộc sống, xem sách, uống trà, ngắm hoa, tỉa lá, dành thời gian cho bản thân. Những tháng năm phía trước chẳng lâu dài, thiện đãi bản thân mới là quan trọng nhất. Muốn làm cây lớn thì chớ tranh với cỏ. Cây đại thụ kia chạm đến tầng mây chẳng phải một sớm một chiều mà trưởng thành cao lớn. Lá cỏ xanh biếc kia dập dìu theo làn gió nhưng không phải là loài yếu đuối. Dẫu bốn mùa xoay chuyển, đổi thay thì sức sống vẫn mãi bất diệt. Có sinh mệnh nào tồn tại mà không phải tuần tự tiến dần đâu. Thế nên hãy là chính mình như thuở ban đầu. Trở về với tự ngã, tìm về trạng thái nguyên thủy nhất, đó chính là yên tĩnh. Gột sạch dục vọng, thanh khiết nội tâm, đợi chờ tâm hồn, chớ mê mất tự ngã, đó chính là bản tính. Những tháng năm phía trước dài hay ngắn, chẳng ai có thể dự tính được. Tháng năm còn lại
liệu có thể ở bên nhau bao lâu, nào ai hay biết. Thế nên hãy sống trọn phút giây hiện tại, xem nhẹ những được mất thế gian. Trong đường hầm thời gian vội vã này, bạn là lữ khách, tôi là khách qua đường, gặp nhau xin hãy cùng trân trọng. Sắc chiều lay động trước thềm, nặng nề cánh cổng thành trên đóng rồi. Giáng chiều thu nốt khí rơi, trăng non thấp thoáng bên trời hoàng hôn. Mênh mông tĩnh lặng càng khôn, ngoài đường chợ vắng lặng không như tờ. Âm dương đạo lý huyền cơ, luận đàm với kẻ biết chờ tĩnh tâm. Khi vũ trụ càn khôn tĩnh lặng, chốn nhân thế lắng tiếng ồn ào, đạo lý nhân sinh sẽ khai mở cho chúng ta trí tuệ, nào cần ta tranh luận với ai. Con người đến tuổi trung niên, tháng ngày còn lại không nhiều, thế nên hãy thiện đãi với cuộc sống, thiện đãi với người khác, thiện đãi với bản thân và thiện đãi với hết thảy những gì xung quanh mình. Gột sạch tạp niệm, tẩy sạch những bụi bặm cáu bẩn của tâm hồn thì vẻ đẹp nội tâm sẽ tự tỏa sáng. Cuộc đời còn lại tĩnh mà không tranh, đó cũng là một loại đại trí tuệ hiếm có. Tiếp theo sau đây là giá trị của sự biết ơn trong cuộc đời. Lấy cảm ơn để trồng một cây bồ đề, trồng ở trong tâm thì lòng luôn cảm thấy ấm áp đối với cuộc sống. Trên đời không có người có thể đồng hành cùng bạn đến cuối cùng, dọc đường gió mưa bão táp, tiến bước chỉ có bản thân bạn, vậy phải làm sao? Một người sống trên đời nhất định phải gánh vác trách nhiệm, mà những người sống có trách nhiệm bất kể thân ở nơi đâu, ở hoàn cảnh nào, họ đều không sợ gập ghềnh trắc trở và phong ba bão táp, bởi họ biết rằng ý nghĩa cuộc sống chính là chân thực đối diện với sóng gió. Sống để làm người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể thất bại mà không có cốt cách, thậm chí ý chí đối diện với thử thách cũng không dám có. Con người giống như ngọc, cần sống có cốt cách, sinh ra nơi trần thế, đứng ở thế gian, cần có một trái tim nhân hậu khoan dung, càng cần có một phong độ bao dung hết mọi sự việc trong thiên hạ. Đời người không tránh khỏi có những lúc gió táp mưa sa, gập ghềnh trắc trở. Chúng ta không thể nào lưu giữ được ánh chiều dương, cũng không thể nào níu kéo được hoàng hôn, nhưng vẫn có thể có ánh nắng vàng rực rỡ và có thể tặng người bên cạnh sự ấm áp. Biết cảm tạ tất cả những thiện ý trong đời thì chúng ta chính là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cái đẹp của năm tháng là ở trôi qua, trong hoa nở hoa tàn. Thời gian làm trầm lắng sự ngông cuồng của tuổi trẻ, khiến họ hiểu được nóng lạnh tự mình biết. Trên đời không có người có thể đồng hành cùng bạn đến cuối cùng, dọc đường gió mưa bão táp, tiến bước chỉ có bản thân bạn. Mỗi ngày bước trên con đường quen thuộc, cho dù đôi lúc có ưu sầu bi thương thì cũng nên tạo ra những hạnh phúc nho nhỏ thành đạm. Là một bông hoa nhỏ lặng lẽ nở trong ánh ban mai, cho dù không mỹ lệ thì cũng cần có tu dưỡng, cho dù không diễm lệ thì cũng cần có nội hàm. Sự phong phú của sinh mệnh là ở nội tâm sùng mãn. Điều tốt đẹp của cuộc sống có cội nguồn từ một tấm lòng thiện lương chân thật. Mỗi ngày chúng ta đều đối diện với những phong cảnh khác nhau. Có người thì thương hoa xuân tàn, buồn lá thu rụng, có người thì vui vẻ điểm đạm. Có lúc nào bạn chán ngán cuộc sống hiện tại, mong muốn một cuộc sống khác? Có lúc nào bạn mải mê nghe câu chuyện của người khác mà quên mất bài ca mà mình cần phải ngâm nga? Đã bao lần chúng ta đều sợ cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào, chán ngán những chuyện vặt vãnh tồn mồn của cuộc sống. Kỳ thực chúng ta đều là những người phàm trần, không thể không trầm luân trong thế tục. Ngắm hoa nở hoa tàn, nhìn con nước chiều lên xuống, rất nhiều lúc cảm thấy phồn hoa đều của người ta, cô độc chỉ riêng mình. Nhưng chỉ có những lúc cô độc mới có thể sắp đặt lại nội tâm thỏa đáng, lắng lòng xuống rồi mới biết chính xác mình muốn gì. Con người đến với thế gian này không phải là kéo dài thời gian của sinh mệnh được bao lâu, mà là như đóa hoa trong thời khắc nở tàn, vẫn dốc sức tỏa hương thơm ngát, vẫn nỗ lực tìm những điều tốt đẹp thuộc về chính mình. Lấy cảm ơn để trồng một cây bồ đề, trồng ở trong tâm thì lòng luôn cảm thấy ấm áp đối với cuộc sống,
tâm thái như nắng vàng rực rỡ, tích cực vươn lên. Và vận mệnh chính là luôn mỉm cười với những người thiện lương như vậy. Con người không nên sống quá mệt mỏi, cần học cách giải tỏa áp lực cho mình. Cuộc sống luôn có những hỉ nộ ai lạc, kể ra không hết. Mỗi người đều có quá khứ chẳng muốn thổ lộ cùng ai. Mỗi đoạn đường đều có lên xuống thăng trầm, bầu trời không phải lúc nào cũng sáng trong. Trên con đường phía trước cũng sẽ không phải đều là nắng vàng rực rỡ. Tuy nhiên, bất kể con đường dưới chân cô quạnh thế nào thì đều cần phải là chính mình. Bất kể thế giới có ân tình với mình hay không thì cũng phải trong tâm tồn thiện niệm. Giữ được lòng trân trọng đối với cuộc sống thì năm tháng cũng sẽ đối đãi ấm áp mềm mại đối với bản thân mình. Sinh mệnh của chúng ta không phải để làm đẹp lòng người khác mà tồn tại. Chúng ta thường thích tô điểm phong cảnh của người khác, ngưỡng mộ bầu trời của người khác mà lại bỏ qua những gì nội tâm mình mong muốn. Thực vậy, người luôn xem trọng, ngưỡng mộ cuộc sống của người khác thì sẽ không có cuộc sống tốt đẹp của riêng mình. Xem mình có vui vẻ hạnh phúc không, nhất cử nhất động đều xem người ta nhìn nhận mình thế nào. Kỳ thực, cứ chú ý đến ánh mắt người khác như thế thì chúng ta chỉ là đang tô điểm cho cuộc đời người khác. Những ký ức vội vã kia trong chớp mắt liền quên đi. Quá chú ý đến ánh mắt người khác sẽ mệt mỏi. Thực ra, người khác có thích mình hay không chẳng có gì quan trọng cả. Quan trọng là tuân theo nội tâm mình, trở thành một người tốt đẹp mà bản thân mong muốn vươn tới. Tôi không đủ tốt, tôi không hoàn mỹ, nhưng có sao đâu. Tôi khóc vì tôi chân thực, tôi cười vì tôi lạc quan. Tôi đối diện vì tôi kiên cường, tôi nỗ lực vì muốn trở thành chính bản thân mình tốt đẹp hơn. Cuộc sống chính là kiên trì, cầm ô bước trong mưa, tiến bước trong gió ngược, cuối cùng đi đến bến bờ của hạnh phúc và viên mãn. Hoa lan trong núi sâu tuy cô độc mà vẫn ngát hương, hoa mai nở trong góc hẻm tuy tịch mịch mà vẫn khoe sắc tươi thắm, đó chính là đạm bạc và trầm tĩnh. Một số việc dốc sức làm là được rồi, không hổ thẹn với người, không hổ thẹn với bản thân, sống chân thực chính là không phụ người, phụ mình. Các bạn thân mến, lòng biết ơn khiến cho mỗi người trong chúng ta thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, sống có trước có sau. Quan trọng nhất là người có lòng biết ơn sẽ là người tử tế và luôn luôn được mọi người trân quý. Và trước khi học những điều cao siêu khác, bạn hãy bắt đầu bằng phẩm chất giản dị này nhé. Để không bỏ lỡ những video clip mới được phát hành hàng ngày trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và hãy bấm vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.